Tháng 6 năm 2004, một lượng gỗ lớn được vận chuyển tới sân bảo tàng cố cung ở thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc để phục vụ công tác trùng tu quy mô lớn. Vận chuyển gỗ bằng các phương tiện hiện đại đã khó. Vậy cách đây 500 năm, những xúc gỗ lớn hơn rất nhiều đã được đưa về từ cấm thành như thế nào? Transported to the Forbidden City 500 years ago? Hồi đó, Tống Lễ, Thượng thư Bộ Công, được phái tới Tứ Xuyên. Về sau, trong sớ trình tâu Hoàng đế Vĩnh Lạc nhà Minh, Tống Lễ tả cảnh gỗ lao từ trên núi xuống. Một hôm, nước từ trên núi đổ xuống, cả một thân cây lớn bị dòng nước xiết cuốn trôi. Có một tảng đá nằm chắn ngang đường đi, thân cây sừng sững lao tới. Một tiếng ầm vang như sấm, tảng đá vỡ tan. Thân cây vẫn vẹn nguyên, không hề hỏng. Sau đó, Hoàng đế Vĩnh Lạc đặt tên núi Gỗ Thần cho nơi xảy ra câu chuyện. Hầu hết gỗ lấy trên núi ở Tứ Xuyên, Quý Châu và Hồ Bắc đều được đưa về Bắc Kinh theo đường thủy. Tương truyền, việc khai thác vận chuyển gỗ về xây từ cấm thành dưới thời Vĩnh Lạc kéo dài đúng 13 năm. Khai thác vận chuyển đá cũng không kém phần gian nan vất vả. Đằng sau điện Bảo Hòa là những bậc đá, công trình điêu khắc đá lớn nhất trong bảo tàng cố cung. Những bậc đá này được tạc trên một phiến đá khổng lồ. Làm sao mà người ta có thể đưa nguyên một phiến đá lớn đến như thế tới nơi này? Theo sử sách, phiến đá khổng lồ này được lấy ở ngoại thành Tây Nam Bắc Kinh, cụ thể là tại quận Phong Sơn và Môn Đầu Câu. Trong 600 năm trị vì của các triều Minh và triều Thanh, rất nhiều phiến đá hoa cương trắng đã được khai thác tại hai địa điểm này. Tới ngày nay, người ta vẫn còn khai thác. Theo sử sách thời Minh, ta có thể sơ bộ hình dung cách mà người xưa khai thác và vận chuyển phiến đá khổng lồ đến Điện Bảo Hòa. Để đào phiến đá này, người ta đã dùng hơn 10.000 dân phu và hơn 6.000 binh lính. Đào đã khó, vận chuyển còn khó hơn. Hàng chục nghìn dân phu đã phải nai lưng làm đường, mở các đoạn đường hẹp, săn bằng những đoạn mấp mô, cứ 500 mét đào một cái giếng. Giữa mùa đông, trời lạnh cóng, nước giếng được múc lên đổ ra đường, biến đường thành mặt băng trơn tuột. Cứ thế, 20.000 dân phu kéo đá về thành Bắc Kinh. Đúng 28 ngày họ kéo về tới nơi. Cũng những công sức ấy đã mang được nhiều khối đá lớn khác về từ cấm thành mà tới nay vẫn còn tồn tại. Theo nghiên cứu của các học giả ngày nay, chỉ riêng việc chuẩn bị nguyên vật liệu để xây dựng từ cấm thành đã mất hơn 10 năm. Trong giai đoạn 10 năm đó, Bắc Kinh dần dần trở thành công trường xây dựng lớn nhất, tấp nập nhất trên lãnh thổ của nhà Minh.
Hình ảnh 3D này tái hiện lại quang cảnh xây dựng từ Cấm Thành. Có một điều thú vị là tên của một số công trường thời đó cho tới ngày nay vẫn còn được dùng. Mặc dù đây là một công trình khổng lồ, nhưng chỉ có một vài cái tên là được nhắc tới trong sử sách. Ghi chép thời đó chỉ nói rằng có hơn 1 triệu thợ thủ công các ngành nghề đã tham gia xây dựng Tử Cấm Thành. Trong hơn 1 triệu thợ, chỉ có một vài người may mắn được nhắc tên và được truyền lại cho tới tận ngày nay. Trong đó có 2 người thợ vùng Thiểm Tây. Chuyện là một hôm, Hoàng đế Vĩnh Lạc đi thị sát công trường và đã dừng chân xem 2 người thợ trang trí màu. Hoàng đế đã đặt tay lên vai một trong 2 người và khen tài nghệ. Vậy là tên của họ may mắn được lưu thiên cổ. Năm 1406, Thái Ninh Hầu Trần Khuê được bổ nhiệm làm tổng quản công trình xây dựng Tử Cấm Thành và tái thiết Bắc Kinh. Hoàng đế Vĩnh Lạc chỉ dụ phải đối xử tử tế với dân phu và thợ cũng như lính xây thành, phải cố gắng cho ăn uống, nghỉ ngơi điều độ. Hoàng đế Vĩnh Lạc cũng muốn dân chúng biết rằng triều đình quan tâm tới họ. Trần Khuê giám sát công trình cho tới ngày qua đời vào năm 1419, không được chứng kiến ngày Tử Cấm Thành hoàn thành. Theo sử sách, có hơn 20 thợ thủ công và nghệ nhân tham gia xây dựng Tử Cấm Thành đã được nhà vua phong quan. Trong đó có một người thợ mộc già, một người thợ đá và một người giám sát kỹ thuật. Đây là khu Trung Nam Hải ở Bắc Kinh. Trước khi có Tử Cấm Thành, cung của Hoàng đế Vĩnh Lạc và một số cung khác được dựng tạm ở phía tây bắc khu này. Năm 1409, Hoàng đế đã ở đây để tiện theo dõi việc xây dựng cung mới. Tuy nhiên thật ra, ông chỉ có mặt ở Bắc Kinh có 5 năm 8 tháng trong suốt khoảng thời gian từ năm 1409 đến năm 1421 là khoảng thời gian xây dựng Tử Cấm Thành. Beijing was in effect the center of power. Bắc Kinh đã trở thành trung tâm quyền lực mới của nhà Minh. Một họa sĩ đi theo Chu Đệ, tên Húy của Hoàng đế Vĩnh Lạc, từ kinh thành cũ Nam Kinh đến kinh thành mới Bắc Kinh, đã sáng tác những bức tranh Yến Kinh Bát Cảnh, tức 8 cảnh đẹp của Bắc Kinh, mô tả những cảnh đẹp, những phong tục hay của kinh đô mới bằng những nét vẽ tinh tế, mềm mại. Kể từ đó trở đi, Bắc Kinh dần dần phát triển và ngày càng thịnh vượng. Dân từ các vùng khác về, cùng gia đình của binh lính bảo vệ thành khai khẩn đất đai ngoài thành, tăng thêm nguồn cung nông sản. Bắc Kinh ngày càng đóng vai trò quan trọng với vương triều nhà Minh. Trong giai đoạn từ năm 1410 tới năm 1414, Chu Đệ đóng quân tại Bắc Kinh và đã có 2 lần đem quân vượt vạn lý trường thành đi chinh phạt các bộ tộc Mông Cổ vốn vẫn đe dọa Bắc Kinh bấy lâu. Sau mỗi lần chiến thắng, ông lại duyệt đội hình quân khổng lồ.
Trong giai đoạn đầu, khi có ý định rời đô từ Nam Kinh đến Bắc Kinh, Từ Hoàng hậu, người vợ yêu quý của ông qua đời. Chu Nguyên Chương, vị vua đầu tiên của nhà Minh, là người đã sắp đặt mối nhân duyên này. Hoàng đế Vĩnh Lạc chôn cất người vợ của mình ra sao? Lẽ ra lăng mộ hoàng hậu được đặt tại Nam Kinh, nhưng Chu Đệ đã mật chỉ cho một vị thượng thư mang theo một thầy địa lý đến Bắc Kinh tìm nơi an táng cho hoàng hậu. 2 năm sau đó, Chu Đệ ra chỉ dụ xây dựng khu lăng mộ hoàng gia trên một vùng đất rộng lớn. Khu lăng mộ nằm cách Bắc Kinh khoảng 1 giờ xe hơi, ngày nay được gọi là Thập Tam Lăng, tức lăng mộ 13 đời vua nhà Minh. Quyết định xây dựng lăng từ hoàng hậu tại Bắc Kinh của nhà vua đối với các quan lại trong triều là dấu hiệu rõ nhất cho thấy nhà vua quyết tâm rời đô đến Bắc Kinh. Sau khi biết ý định của nhà vua, một số vị quan đầu triều đã dâng sớ phản đối. 3 người trong số đó đã bị tước phẩm hàm, giáng xuống làm dân thường và bị đuổi ra khỏi thành. Những người khác không còn ai dám lên tiếng. The others decided to keep silent about the emperor's intentions. One day in November 1416, Chu Đệ với một vẻ mặt dễ chịu, khuyến khích văn võ bá quan tấu trình ý kiến về việc rời đô đến Bắc Kinh. Có vẻ như hôm đó hoàng đế hơi khác thường, sẵn sàng lắng nghe ý kiến quần thần về việc xây dựng cung điện ở Bắc Kinh. Nhưng cũng hôm ấy, không có vị quan nào phản đối. Tất cả đều chung một lời tấu rằng việc xây dựng Bắc Kinh cần phải tiến hành ngay lập tức. Tất cả đều ca ngợi Bắc Kinh, ví dụ như Bắc Kinh có vị trí địa lý tuyệt vời và xin nhà vua rời kinh đô của vương triều nhà Minh về Bắc Kinh. Quần thần cũng cho rằng Bắc Kinh có những cánh đồng màu mỡ trải dài hàng trăm km, có núi non hùng vĩ và sông suối tươi đẹp. Từ Bắc Kinh sẽ dễ dàng cai quản cả đất nước. Thiết lập kinh đô tại Bắc Kinh, vương triều Minh sẽ mãi mãi trường tồn. Nhiều năm trước đó, Chu Đệ đã phải lao tâm khổ tứ, cân nhắc chuyện rời đô đến Bắc Kinh. Và bỗng nhiên, việc rời đô trở thành nguyện vọng chung của cả hoàng đế và quần thần. Giới sử học sau này cho rằng, quyết định rời đô của Chu Đệ đã đưa trung tâm chính trị của Trung Quốc dịch chuyển lên phía Bắc, và từ đó trở đi, địa chính trị của Trung Quốc bắt đầu thay đổi. Thay đổi đó tác động đến tiến trình chính trị của nước này trong hàng trăm năm sau đó, và còn tác động đến tận ngày nay. Sáng sớm ngày 10 tháng 4 năm 2005, người ta thấy một đoàn công nhân đi vào bảo tàng cố cung. Họ đến để trùng tu cố cung trong một dự án quy mô lớn, kéo dài 19 năm. Khoảng 600 năm trước đó, hàng nghìn nghệ nhân và thợ mộc, thợ nề, thợ đá đã được triệu tập đến đây để khởi công xây dựng cố cung này. Hầu hết họ là người tỉnh Hồ Nam, Sơn Đông, Thiểm Tây và An Huy. Ngày nay không ai có thể biết chính xác họ đã dựng nên cung điện này như thế nào, hay thời đó họ đã có những kinh nghiệm gì. A
written record of the construction of this palace. Những ghi chép về quá trình xây dựng từ cấm thành chỉ đơn giản như sau. Tháng 6 năm 1417, từ cấm thành được khởi công xây dựng. Phong cách kiến trúc của tất cả các cung, các điện và cổng thành đều giống với phong cách của Nam Kinh, chỉ có điều cao lớn hơn, huy hoàng hơn và tráng lệ hơn. Vào thế kỷ thứ 15, việc xây dựng từ cấm thành dĩ nhiên đã được lưu lại bằng chữ viết trên giấy. Nhưng chỉ qua những dòng mô tả sơ lược, thật khó có thể tưởng tượng những người thợ đã hoàn thành công việc như thế nào. Những năm gần đây, nảy sinh tranh cãi về khoảng thời gian chính xác khi từ cấm thành được khởi công xây dựng. Ví dụ, có tài liệu nói rằng, từ cấm thành được khởi công vào tháng 6 năm 1417. Nếu tài liệu này là đúng, thì toàn bộ công trình được thi công chỉ trong vòng có 3 năm rưỡi. Một số người lập luận rằng, thời gian thi công như vậy là không thể, bởi để hoàn thành một khối lượng lớn công việc, thì 3 năm rưỡi là khoảng thời gian quá ngắn, cho dù có áp dụng các phương tiện của ngày nay. No matter the controversy, however, one thing is beyond any doubt. Tuy nhiên, dù tranh cãi thế nào đi chăng nữa, có một điều không thể nghi ngờ, đó là kỹ thuật dựng nhà cửa thời cổ của Trung Quốc vẫn không thay đổi sau rất nhiều thế kỷ. Cho dù từ cấm thành đã được xây dựng cách đây 600 năm, thì một số kỹ thuật xây dựng từ thời đó đến nay vẫn còn được áp dụng. These traditional techniques were generalized in the Qing Dynasty. Những kỹ thuật đó ra đời dưới thời nhà Tần, gồm kỹ thuật mộc, kỹ thuật nề, kỹ thuật cắt đá, kỹ thuật đào đắp đất, kỹ thuật sơn, kỹ thuật màu, kỹ thuật dán giấy. Những kỹ thuật ta đang thấy đây mà những người thợ ngày nay dùng để trùng tu cố cung chính là những kỹ thuật mà những người thợ xưa kia đã dùng để xây dựng cung điện dưới thời nhà Minh. Năm 1420, việc xây dựng từ cấm thành cuối cùng đã hoàn tất. Ngôi thành mới được xây dựng trên chính nơi trước đây là cung đại đô của Triều Nguyên. Điện Trường Xuân nổi tiếng trước đó được thay thế bằng đồi Cảnh Sơn. Tựa lưng vào ngọn đồi này, toàn bộ công trình trải dài về hướng Nam trên vị trí nằm gọn giữa lòng Bắc Kinh, biến nơi đây trở thành thánh địa mới của vương triều nhà Minh. Tường gạch, mái ngói, cửa gỗ và cột đá cùng với màu sắc và thiết kế rộng thoáng của từ cấm thành cho ta hiểu thêm về tư tưởng của người Trung Quốc cổ xưa. Từ năm 1420, 24 vị hoàng đế cùng với các hoàng hậu, phi tần, hoàng tử, công chúa đã sống tại nơi này. Kể từ đó trở đi, cung điện này đã chứng kiến cả một chiều dài lịch sử của Trung Quốc. Năm 1421, vừa sau khi cung điện hoàn thành, dân chúng trong thành Bắc Kinh đón mừng năm mới. Còn hoàng đế Vĩnh Lạc tổ chức đại yến ăn mừng. Quan lại trong triều lũ lượt mang phẩm vật đến mừng. Before long,
Từ trước đó, mùa xuân đã đến. Những người thợ thủ công, phu phen tạp dịch, binh lính và cả những tù nhân bị bắt đi phục dịch trên công trường bỗng thấy đổi đời. Bởi vì nhân dịp hoàn thành cung điện, vừa ban sắc chỉ, ra lệnh giảm sưu thuế cho dân, ân xá cho những kẻ tù đày. Tương truyền, sau khi làm xong cung điện mới, Hoàng đế Vĩnh Lạc hài lòng và mãn nguyện tới mức Ngài cho đòi một viên quan, nghe nói là có tài nhìn thấu tương lai đến gặp. Khi được hỏi về tương lai của cung điện, viên quan này nói rằng trong cung sẽ xảy ra hỏa hoạn vào một đêm tháng 5 năm sau đó. Nghe vậy, Hoàng đế Vĩnh Lạc nổi trận lôi đình, ra lệnh giam viên quan vào ngục và nói, nếu ngày đó tháng đó không xảy ra hỏa hoạn thì sẽ bị chặt đầu. Tất cả những người có mặt ngoài Hoàng đế đều không để ý tới lời tiên đoán này. Tất cả mọi người đều vui mừng khôn xiết khi được ở trong cung điện mới. Đó là khoảng thời gian mà Hoàng đế Vĩnh Lạc phái thái giám Trịnh Hòa 6 lần đưa tàu đi thám hiểm trên các vùng biển xa. Rồi vào một đêm tháng 5 năm 1421, trời bỗng nổi gió mưa, sấm chớp đùng đùng. Hoàng cung mới bị sét đánh trúng, ba đại điện bốc cháy. Có thật là Hoàng đế Vĩnh Lạc xem bói về tương lai của cung điện mới hay không? Điều đó không ai dám chắc. Có lẽ đó chỉ là một giai thoại vui. Tuy nhiên, hỏa hoạn đúng là đã xảy ra và được ghi trong sách sử Triều Minh. Theo đó, vào tháng 5 năm 1421, một trận hỏa hoạn xảy ra trong Tử Cấm Thành, thiêu rụi ba tòa đại điện. Sau khi ba đại điện bị cháy, Hoàng đế Vĩnh Lạc đã tạm thời thiết triều nghị sự tại Phụng Thiên Môn. Ba tòa điện, kết quả của gần 20 năm công sức của muôn vạn người, tốn kém vô vàn tiền của, sử dụng một lượng nguyên vật liệu khổng lồ, đã bị cháy rụi khi vừa hoàn thành được đúng 3 tháng. Đối với Chu Đệ, đó là một đòn chí mạng. Ông cảm thấy suy sụp. Tuy nhiên, đau đớn vì nghi ngờ bản thân khiến ông còn lo lắng hơn. Ông ra chỉ dụ cho các quan đầu triều nói rằng Điện Phụng Thiên và hai đại điện đã bị cháy rụi. Ta sợ hãi, hoang mang, lo lắng. Nếu ta đã làm điều gì không thuận ý trời, các ngươi cần chỉ ra rõ ràng để ta sửa mình, hòng chứng tỏ lòng thành. Ultimately showing my respect to the wishes of heaven. The officials responded to Judy's solicitation for suggestions with great enthusiasm. Một số phê bình nhà vua là quá thèm muốn vĩ đại và thành công. Một số khác chỉ trích ông với quyết định rời đô tới Bắc Kinh. Others criticized him for his decision to move to Beijing. Hoàng đế Vĩnh Lạc trong tình trạng vừa sợ hãi, vừa giận dữ, vừa mâu thuẫn, ra lệnh cho tất cả quỳ xuống mà bàn tiếp. Ông còn ra lệnh xử tử viên quan đã dám lên tiếng phê bình. Từ lâu trước đó, Hoàng đế Vĩnh Lạc đã quyết tâm tiêu diệt tận gốc các mối họa trên biên giới. 6 lần ông đích thân đưa quân đi chinh phạt các bộ tộc Mông Cổ.
Tuy nhiên, sức khỏe của ông ngày càng suy giảm. Một ngày nọ, vị hoàng đế dạn dày trận mạc, bất thình lình ngã ngựa. Ông qua đời tại Du Mộc Xuyên, Nội Mông khi đang cầm quân ra trận. Ba đại điện bị cháy đã không được dựng lại dưới thời Vĩnh Lạc. Suốt 20 năm sau khi bị cháy, trung tâm của Tử Cấm Thành, vốn là nơi trang nghiêm lộng lẫy nhất, chỉ là một đống tro tàn. Năm 1424, Chu Cao Xi, tức Chiêu Đế, lên ngôi. Qua đời năm 1425, ba đại điện không được dựng lại trong những năm này. Năm 1426, Chu Chiêm Cơ, tức Chiêm Đế, lên ngôi, trị vì trong vòng 10 năm. Gỗ và đá được tập kết về nhằm xây dựng lại ba ngôi đại điện. Nhưng công trình không được khởi công vì thiếu các bản vẽ chi tiết của thời Vĩnh Lạc. In 1436, 10 năm trôi nhanh như gió thoảng. Tới năm 1436, năm đầu niên hiệu chính thống, Chu Kỳ Trấn lên ngôi. Khi đó ông mới 7 tuổi, vốn rất ngưỡng mộ ông nội Chu Đệ, nên khi lên ngôi, ông đã hoàn thành nốt phần việc mà cha ông chưa làm được, đó là xây dựng lại Tử Cấm Thành. Mùa thu năm đó, vị hoàng đế nhỏ tuổi ra chiếu chỉ, lệnh cho xây dựng 9 cổng hoàng thành. Công việc đòi hỏi hàng chục nghìn người tham gia. Năm năm sau đó, hoàng đế chính thống ban thêm một chiếu chỉ, ra lệnh xây dựng lại ba tòa đại điện và hai cung. Công trình khởi công đúng vào ngày vua ra chiếu chỉ. Một năm rưỡi sau đó, công trình hoàn tất. Trước đó, nó đã bị trì hoãn trong suốt hơn 10 năm trời. Sau một thời gian dài chìm lắng, Tử Cấm Thành đã trở lại với vẻ đẹp rực rỡ của mình. Một chiếu chỉ khác được ban ra, công bố với toàn thể dân chúng. Tử Cấm Thành Bắc Kinh cuối cùng đã trở thành trung tâm chính trị quan trọng nhất của đất nước. Vị trí ấy vẫn luôn là như vậy trong suốt hai triều đại nhà Minh và nhà Thanh. Đây là một kiệt tác kiến trúc của thế giới, là quần thể cung điện lớn nhất trong lịch sử loài người và ngày nay là một di sản của nhân loại. Trong hàng trăm năm, Tử Cấm Thành đã trải qua nhiều thăng trầm, thảm họa, được trùng tu, khôi phục nhiều lần. Nơi đây cũng đã chứng kiến rất nhiều những sự kiện quan trọng trong lịch sử Trung Quốc mà chúng tôi sẽ giới thiệu trong các phần tiếp theo.